Vậy thì sau khi hai bạn đã bắt đầu yêu nhau, vậy thì hai bạn đã có những hôn đầu tiên như thế nào? Có cảm giác như là mình đang hôn một thằng bạn hay là như nào? Em định hỏi đấy đấy. Hồi đấy em hay đi Trung Quốc nhập hàng ạ. Thế là Thành cũng cũng đi cùng mấy lần rồi. Lúc đấy là yêu nhau rồi hay là chưa yêu? Đấy, yêu không, cái lúc là bạn đã đi cùng với nhau mấy lần rồi. Đấy, đi cùng cả mấy đứa nữa. Rồi, đấy, nhưng mà sau đấy đến lúc mà yêu nhau rồi ấy, thì lúc đấy chỉ còn hai đứa đi thôi. Đấy, đấy thì hôm đấy chắc Thành ghé. Buổi tối hôm đấy là bọn em đi ăn, thế là em có gọi một xe rượu vang, thế là bọn em uống cũng hơi quá đà. Sau đấy là bọn em từ quán ăn đi ra thì là mỗi đứa cầm một chai, thế là bọn em đi dọc trên phố bên đấy. Lúc ấy cũng hai rồi, em mới bao và Phương là lên vai, thế em mới cho Phương lên vai, thế là bọn em Phương ở trên vai uống rượu, bọn em đi dưới đất uống rượu. Đi dọc trên phố đi bộ ở Beijing Lu ấy, đi bộ ở Trung Quốc, bọn em đi dọc ở phố đấy, cứ Phương ở trên vai, bọn em dưới đất đi dọc phố và đi vào uống. Thế là sau đi ra bờ sông, thế là rượu cũng hết hết, em ngồi nói chuyện một lúc này. Đầu tiên bọn em ở bên bờ sông. Ôi. Thế em tả thêm cảnh tượng lúc đấy như thế nào? Nó như trong phim chị. Như trong một bộ phim lãng mạn. Vì lúc ấy em cũng say rượu rồi nên em quyết định là mình sẽ say theo cách hợp lý nhất. Đấy là em thấy mọi thứ nó nhè đi. Nhìn ra bờ sông thì vẫn có thuyền chạy ở dưới. Bởi vì cái bờ sông đấy buổi tối khoảng 2-3 con thuyền nó cứ chạy qua chạy lại chị ạ. Là rất là đẹp. Và ở bên đường thì lúc đấy cũng muộn rồi. Vì bọn em ăn lúc đấy cũng là tầm 11 giờ đêm rồi, đường phố cũng vắng rồi. Hai vợ chồng có rượu vang, có rượu, có đèn, có bờ sông, có cảnh, có cả nụ hôn nữa, em thấy là mọi thứ tuyệt vời. Wow. Lúc đấy cảm giác như thế nào? Cảm giác là hạnh phúc. Lần đầu tiên có diễn ra ngay sau nụ hôn đầu tiên không? Không. Lại phải chờ tiếp. Em kỹ lắm. Thì sau bao lâu thì có lần đầu tiên? Nhớ lắm. Em chỉ nhớ là đấy là một cũng vào một hôm mà mới đi Việt Nam. Một hôm em quyết định đi nhậu về. Bọn em đi nhậu về. Bọn em đi ăn ở trên Nguyễn Siêu, thế là sau ăn vòng dáng, sau về nhà tối, sau đó là ánh đèn vụt tắt. Đèn đường á, đèn gì? Ánh đèn phòng vụt tắt, sau đó là ánh đèn bật trở lại, bọn em đã mặc xong quần áo. Em tả đúng như cái gì diễn ra luôn. Từ lúc bắt đầu yêu nhau cho đến khi quyết định cưới thì giai đoạn đấy nó là bao nhiêu, và chuyện gì đã khiến các bạn cảm thấy như là đã đúng thời điểm để bắt đầu làm đám cưới? Và em từ lúc yêu đến lúc cưới là khoảng 1 năm. Thì trong thời gian đấy thì lúc mà yêu nhau ấy, thì sau đấy em lại đi Philippines một thời gian, tầm đấy 3 tháng, rồi đấy lại vào Sài Gòn 4 tháng để mở cái store đầu tiên của H&M trong Sài Gòn đấy. Thì ở nhà thì bố mẹ Thành dắt bố mẹ sang nhà em gặp nói chuyện luôn, là vấn đề luôn, không cần có mặt em luôn, không có em ở Việt Nam luôn đấy. Em nghĩ là mọi chuyện mình cũng suy nghĩ rất lâu rồi và cũng có rất nhiều lăn tăn rồi mới đến được với nhau. Nếu mà chị trải qua một tình cảm và rất nhiều sóng gió đến lúc chị đến với nhau, chị thấy là tình cảm rất ok rồi thì chị có thể tiến tới hôn nhân ngay được, thì em nghĩ là không phải đợi nữa. Em cũng chủ động là mời bố mẹ Phương lên nhà để gặp bố mẹ. Thì sau đấy thì em cũng chủ động là cũng nói chuyện là để cho hai bên chuẩn bị tinh thần luôn. Vậy thì sao hai người cưới nhau về xong rồi bao nhiêu lâu thì mới bắt đầu có bầu có như này? Khoảng em cưới tháng 12 thì đến tháng 4 mà là biết là có bầu. Tháng 11 là em sinh. Một người tương đối là gọi là bad boy thế này, liệu có làm được một người bố tốt không? Cái này em nghĩ là có. Vì đấy, vì em hiểu cái cảm giác của Thành hồi xưa ấy, kiểu là bad boy là vì chưa xác định, nhưng mà đến lúc mà Thành đã xác định rồi thì em thấy là thực sự rất là nghiêm túc, là Thành good boy. Vâng, Thành thay đổi 180 độ luôn chị. Đến nhiều lúc em cũng cảm thấy là thậm chí là còn ngoan quá. Từ lúc em xác định yêu nhau đến bây giờ ấy, là không bao giờ đi đâu mà không có em, nghĩa là không có em là Thành sẽ thôi luôn, không đi nữa. Thì kiểu không thích đi. Lúc nào phải muốn có vợ đi cùng luôn. Vì mà bảo là bây giờ cứ phải có em đi mới vui, còn không có em cảm giác cứ chán chán. Phải ra thời gian nó không còn vui nữa. Chị anh có thấy không? Chị sao không? Này thế chị muốn biết là cái giai đoạn khi mà em mang bầu thì Thành đã bắt đầu làm bố như thế nào? Từ lúc em bầu thì là sáng nào Thành cũng sẽ đi mua đồ ăn sáng này. Nhưng mà đợt bầu mới mấy tháng đầu ấy chị, là mình sẽ kiểu chán ăn ấy. Thế lúc đầu em bảo muốn ăn mấy cái này thì mua về em ăn được 1-2 miếng như vậy thôi. Suốt mấy tháng rồi cứ như thế, kiểu em cứ không ăn uống được ấy. Thế là có nhiều hôm Thành kiểu mua một đống đồ ăn về xong em không ăn nữa là không mùi mếu. Có giận mếu luôn chị. Cậu không? Cậu hơi chút thế. Mặt này mà mếu được à? Với chuyện khác thì không nói, nhưng mà nói chuyện với em rất dễ bị xúc động. Em không hiểu vì sao mà
em có khả năng giữ bình tĩnh được với những người mà những người bên ngoài em giữ bình tĩnh rất tốt. Nhưng mà những người mà em nói chung là em dành nhiều tình cảm thì em rất là hay dễ bị mất bình tĩnh. Ví dụ như với bạn Phương, với bố mẹ, hoặc bố mẹ chỉ ví dụ như người ngoài có thể nói với em lúc nào em vui vẻ ok tầm thoải mái, còn bố mẹ chỉ nói một hai câu em cảm thấy bị xúc động và bị những cái gì nó khó là kiềm chế lại. Khi mà người ta sẵn sàng người ta bày tỏ cái sự yếu đuối trước mặt mình thì chứng tỏ là cái sự kết nối ấy, hai cái tâm hồn với nhau ấy nó rất là chặt chẽ, nó rất là sâu sắc, tức là người ta tin tưởng mình, tin tưởng mình ở cái mức độ là người ta có thể là chính mình. Đây là một buổi casting với Bảo Nguyên Hò ha, thì có gì để coi nghe được cái cách mà chị thể hiện trên sân khấu như thế nào. Bây giờ mọi thứ là mình sẽ tự chủ động chia sẻ hết hả chị ha. Chị giới thiệu giúp em về họ tên, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình với. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thanh Kiều, em sinh ngày 5/1/1998. Em quê em ở Hậu Giang, em đang làm việc làm chuyên viên bệnh viện. Chuyên viên marketing hả bạn? Dạ. Bệnh viện nào ạ? Bệnh viện quốc tế Phương Châu ở Sóc Trăng ạ. Chi nhánh ở Sóc Trăng rồi. Hiện tại là chị đang làm việc ở Sóc Trăng luôn đúng không? Dạ. Mình có tài lẻ nào không bạn? Tài lẻ hả? Em chỉ biết làm đồ handmade thôi. Làm đồ handmade. Mình có hát ca gì được không? Hả? Em hát dở. Hát dở hả? Rồi ok. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Em có mục tiêu rõ gì. Em biết em làm cái gì tiếp theo. Rồi em chăm chỉ. Nếu của em thì em hay quên. Còn điểm yếu của mình là gì? Nhớ không được tốt. Nấu ăn cũng không ngon. Alo alo. Có nghe rõ không ạ? Tại nãy mẹ mới lắc nãy nói điểm yếu mình là gì á? Dạ, điểm yếu của em là em hay quên. Hay quên rồi còn gì nữa không? Nấu ăn ngon không? Không, nhưng mà em biết nấu. Nấu ăn không ngon rồi. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Một mối tình. Nhưng mà kéo dài. Ê, ý em bật cái em ngồi gần cái camera xíu được không, tại vì nó bị chữ có chữ không á. Do hay là do cái mạng á ta. Vậy để em bật 4G thử. Tín hiệu mạng của em nó bị chập chờn lắm, lúc nói được lúc nói không được á. Dạ anh chị có nghe rõ không ạ? Rồi nghe rõ rồi anh nha. Em nói chuyện này nhá. Trải qua một mối tình rồi sao nữa nè? Dạ cũng không có lâu lắm, chỉ có một tháng thôi. Nó gọi là mối tình chưa? Dạ cũng quen. Quen được một tháng đúng không? Rồi còn sau mối tình một tháng em còn quen ai nữa không? Không. Lý do gì trời, thấy cũng ok mà. Lý do tại sao không quen? Làm việc của em á là em học đại học thì em học ngành cũng toàn nữ không, mà em cũng không có đi đâu chơi, em ít đi ra ngoài lắm. Rồi khi mà em làm việc cũng môi trường của em cũng nữ nữa nên là cũng khó kiếm được mối quan hệ khác. Toàn nữ không ha. Rồi ý là cho chị biết về bạn ấy, cái bạn mà mối tình một tháng của em á, là bạn thời học sinh hay là trong ở đâu em quen ở đâu? Dạ, em lúc đó là em đang là năm 2 nhưng mà yêu xa á chị, là tại vì lúc đó là em ở Cần Thơ còn anh đó ước để em cho ảnh kiếm người khác gần hơn để chăm sóc ảnh, còn em thì ở Cần Thơ. Rồi biết nhau là qua bạn.
Biết nhau qua bạn thôi hả? Rồi mình có nắm tay rồi hôn gì chưa? Có nắm tay mà chưa có hôn. Trời đất ơi. Chị yêu xa mà chị. Có nắm tay chưa hôn là chưa bao giờ hôn bạn nam nào hết. Đúng rồi. Ok, vậy bây giờ đến với chương trình nè. À, em mong muốn bạn trai một mẫu bạn trai mình như thế nào? Có nghề nghiệp ổn định. Nghề nghiệp ổn định của em là như thế này, ví dụ cho chị một cái mức lương được không? Là thể có tiền chăm sóc cho ba mẹ, cũng có thể đưa em đi ăn, đưa em đi chơi rồi là được rồi.